rứ có cắt lăng đại bạc na muôi đòi để thả ban bàn prom giật dự kiến thả cà bị ngày sau mấy có miền cả này kịp thấy ban cả lăng chìm tàu tiệt hói đại ngày muôn ní nơi nông tật đây bà khăn từ có bà cứ khăn xa xa tu sầm cai là những dương kinh tha nơi các bài mà ngày mình kinh đi mà tế bà cứ miên cả này kịp thấy nữa cả làng mùi tiết bà cả thành sao mấy ní bà này tha nơi các bài nơi thani break internet suki mấy để xây cao bà để cả láng cà pì với liềm màu đọc pin được sao xem thì khai tròn tại đó cả thành sao mấy bà thấy bà làm miên bằng thành tiết giang nào tiết nút bà ở lộ xây nhà đá lộ nhìn việc chung chỉ bằng tỏ bà នេះជាករណីលើកទីចិត្តសមួយហើយដែលអគីភ័យបានឆាបឆេះលំនៅថប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែករណីទាំងនេះភ្នាក់ងារច្រើនគឺផ្ដើមឡើងពីឆ្លងចរន្តអគីសនីនេះក៏តាមការអ้างពីលោកនេតវន្ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅតែមានក្តីបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ក្រោយពីភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅតាមដងផ្លូវតូចធំមានខ្សែភ្លើងធ្លាក់រប៉ាត់រប៉ាយមិនមានការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលជាហេតុងាយនឹងគ្រោះ
sầm năng hao tham mình riệp rồi á, cứ bị chia bớt lục hay prui nè, chia bớt xe, bị chia bớt để rồi nó đầm bắn đại bằng co, chia bớt cam đôi chia ca stock lụ đô thùng ghe ca stock chai chai prey từ nẹp xe lạng lạng đi, cứ bị chia bớt mấy con volman tên nó không đi một mình, đời xa ca ca lang chỉ rơi rơi, bận đan mau pi bật thọ chẳng đâu, hay chia bớt xe nó đầm bắn đại tham nghe đường rong cứ mỗi tiết cứ sầm năng mình riệp rồi nè, ca to chở ra là khi xử lý mình toàn miền bắc cả than trầm trầu tê, chẳng cứ càng cầm hôn là khi xử lý của lục ban đã thức đào giang cho ban lo đại rồi ca đại to trên pi bận đan thôm máu cứ lúc đầu tôi khó trâu để lấy cá trâu từ không làm đầu than mối mối cứ chia cả tập cây bạc quạt chẳng ấy cá to rồi bạc quạt mình toàn miền của rốt tam bạc than chẳng phiêu nơi ao và chia bớt được ó môn đường thơ môn đường prapra môn đường kết ở vây mối sôm kết ẩm pi hal pa po từ lừa kỳ phay đi phòng đài bà đầm bay đấy kết phát pi cua từ ngọc nia và bẹp pon ở kỳ phay lúc nết vận tha bạch thiên cài lại bằng ca nâng bật lột kỳ phay rí thiên điệp nằm bên bàn sân cọt nguồn hải thả bằng hai chân kỳ sinh đi bật chôm nâng cả này kỳ phay khang trường kỳ hồi bật kết mật tôn nâng bên đi mình để dạp bê chiêng bật bày khai hơi đài mà nút chùm nguồn bày nét trợ kỳ phay xâm lập thay prap tu tu bày dọn bố rộng miền nơi thay tì đập bày xây hà bì bón đập bấy bật thiên cài lại rụm đi bàn chạy tục thả bằng hai chân kỳ sinh đi chi kết tà bật chôm lúc bật thèm thả bật bày khai bì bón đập bày mẫu rít thần điệp thầm bênh ác kỳ phây cao lãng chùm nguồn chất sập mùi lược kết mật tốt trầm thay tì đập bầy xây ha bì bón đập bầy khả nông núc mật núc chùm nguồn bầy nẹ bàn bạc bóng chì vứt hay nâng đập nẹp xên tiết bàn rông rồi bù lục nết vần thả bàn bởi trẻ thả nếu khả nông chùm nông ác kỳ phây chất sập mùi cả nấy miên xám sập mùi cả nấy từ hơi bần đàl màu bì chlong chả ron ác kỳ sinh đi bật tọa máu cứ cả nấy tút thông ghẹ cả ta từng đi hơi đại bị chia bớt cướp rúp cua để prong bị chặt là bị chia viên phep on dry cả lần ba cả bớt hai cứ dường khơi nhưng mà đom này tập phep chặt đại nhờ không sầm nóng này cứ ban này tham mình toàn của bớt than sẽ bập làm tàu chia sẻ cứ nét đại nơi chua hàng cao tiếp đại nơi sọp lâu đi cứ ca sang song mình toàn miền bắc cả than cứ bật top bật tạ bật top bật tạ hai bên đôi than sầm nóng mình dịp rồi trên nhà nội sát cua là vô bay đặt nom oi khang chủng này khi phơi dương thưa ca phồng ri rồi dôn ở bàn chân nằm bay pel miền là khi phơi ca lang nhưng ai trở lại toàn phê chứng và rất tập phep ngay đi bà sân dương mình biên chậm nát ca an bọt ta mà đồ sát đặc đom đặc phong phu bài đó mà kẹt đi dùng vấn đề dương biên ca lủng bả đặc chứng chắc đại dương mà pran bát ca giờ pe đã đập pram tí dương ai cũng còn bàn sàn ca hay có xôm thay nó quân và chia pran đom biết đại pe để miên là cái pay ca lang còn ở rồng khan đó mà cái mình đôi ngay ở đây chạy nó tua cái đấy cứ vừa dương miên bắt mà cha ca để sai để sai quân mình châu rùm hay quân rồng khan quân rồng khan đó mà cái dương chắc đôi cái này xôm thay nó quân và chia pran để châu rùm chui tại quân lát tập hiệp ở chấm đi dương thua đời đời du lịch thoa đời san tiêu thí đời miền chấm nưa từ lơ ca tục chất là bao chấm nấy cứ dân phạm đặt ca bàn để chụp chơi hay là phải ca khôi khát ngay tiếp sau cứ khôi khát đẹp tia tuần hôm của mỗi quân được đam mai tập vấn đề ru hơn cả đá kia và sân dương mình chui toàn giờ phải đập ram tí dương ai chạm che từng ôm lòng này hay kia than đi play internet mỗi tia để thôm những kia stock này ba pe pon đây chấm nói nấy nhóm kết tha nấy chia cả ta bậc cái ruộng được ở kia mình men thay chia cả ta bậc cái bao được có ba rưỡi mới có chấm nấy na mỗi tê cứ trâu tiang chấm nấy dương cọp sắp sai pe pon năng cô là vô bay cọp pe pon năng bị thiên là ca chấm ແລະអ្នកប្រើប្រាស់ពជាប្រវត្តក៏ត្រូវគិតគូផលប៉ះពាល់ដែលបកកឡើងដោយសារឧបករណ៍ដែលលោកប្រើមិនបានគិតអំពីស្តង់ដាបុករួមអ្នកដែលធ្វើប្រហែលផងដែរនឹងបើសិនយើងចូលរួមទាំងអស់នេះគិតថាគីភ័យនឹងថយបើសិនបងប្អូនមិននៅមិនយល់ពាក់ព័ន្ធចំណុចនេះនៅតែមានជួបគ្រោះគីភ័យនៅតែដដែលហើយបើអញ្ចឹងសូមអោយបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាគិតអំពីផលប៉ះពាល់ផងដោយយើងបានពៀវនេះកន្លងមកជាពិសេសសារព័ត៌មានផ្សេងៗជាខាងទូទៅបើយន់ល
cứ xong mà tốt đại bán trong một giặt mệt tên. Các
ក្រណីអគិភ័យជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបានកើតឡើងនៅខណ្ឌរិស្សីកៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីបង្កអន្តរាយលំនៅឋានពលរដ្ឋនៅទីនោះអស់ជាច្រើនខ្នងក្រាន់តែចន្លោះរយៈពេល 2 ថ្ងៃអញ្ញាធិបតេយ្យនីយថាការឆាបឆេះផ្ទះនៅមាត់ទន្លេចម្ងាយប្រមាណជាង 200 ម៉ែត្រពីស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចដល់ធំនៅក្នុងខណ្ឌរិស្សីកៅនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះមានការព្រួយបារម្ភហើយនឹងភ័យខ្លាចមន្
ដែលមានរថយន្តទឹកជាច្រើនគ្រឿងសមត្ថកិច្ចហើយនឹងអាជ្ញាធរកំពុងស្រាវជ្រាវនិងបន្តស៊ើបអង្កេតករណីគិភ័យនេះបន្ថែមទៀតអាជ្ញាធរបានប្រាប់ថារយៈពេលមិនដល់1ម៉ោងទេស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅបរិវេណរង្វង់មូលគូលស្ពានជ្រោយចង្វាដល់មុខស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចខណ្ឌរិស្សីកៅត្រូវបានសម្រួលដោយរលូនបន្ទាប់ពីកកស្ទះណែនតាន់តាប់ គ្រៀតដែលអណ្ដាតភ្លើងលីឡំនឹងផ្សែងបានហុយទ្រលងវិញត្របាញ់ចូលគ្នាឡើងលើចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង12:30នាទីរសៀលរហូតដល់វេលាម៉ោង5:00ជិតពីរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មានខ្ញុំបាទស្រេងរាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ ជាពូការីការក្តីជាជំនាញជួនរបស់លោកស្រេងរាបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទពីកម្មវិធីយកខ្ញុំគឺសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រេសិនជាជួបគ្នានៅវគ្គចុងក្រោយនៅព័ត៌មានសំខាន់ច្រើនទៀត